Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 69. Chương 681. Tất cả mọi chuyện đều đến tay tôi làm ba. Lục Tân không muốn bỏ sót bất cứ điểm nào. Đợi anh ta một hồi rồi nói tiếp. Hơn nữa, tôi đã có một phương hướng nghi ngờ chờ xác định. Loại ô nhiễm này không phải ô nhiễm thông qua tiếp xúc hay xâm nhập, mà là một loại ô nhiễm diện trường. Đó là nói, khu vực xung quanh, tôi không biết phạm vi bao phủ rộng như thế nào, toàn bộ đã nằm trong phạm vi ô nhiễm. Ô nhiễm diện trường. Bên kia bộ đàm hiển nhiên rất sốc. Đúng vậy. Lục Tân chậm rãi nói, tôi không biết bây giờ khu vực này cụ thể đã lớn như thế nào rồi. Nhưng có thể chắc chắn rằng ít nhất khu vực này đã lan rộng ra hơn 30 km. Trường ô nhiễm này đã bao phủ tất cả mọi người bên trong, bao gồm cả tôi bây giờ. Ở trong diện trường này, tất cả mọi người đều đã bị ô nhiễm và cũng có thể chắc chắn rằng bị bức xạ tinh thần ảnh hưởng bên trong diện trường này, người chết sẽ được đánh thức. Nhưng rốt cuộc thế lực nào đã khiến họ giết nhau, tạm thời vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Có lẽ đây cũng là một phần năng lực của diện trường, hoặc có thể là một thế lực dị thường đang lan tràn trong vùng hoang vu này. Hy vọng các anh có thể nhắc nhở phần đông đội thu thập thông tin cẩn thận trước loại năng lượng kỳ dị này. Tôi có thể lựa chọn qua đó bảo vệ họ, nhưng không rõ đây là loại năng lượng gì. Tôi cũng không chắc liệu bây giờ tôi qua đó có ổn hay không, bởi vì tôi phải thừa nhận rằng tôi... Dừng lại một chút, anh khẽ nói, tôi không giỏi bảo vệ lắm đâu. Lục Tân nói rất chậm, bởi vì bản thân anh cũng đang vừa nghĩ vừa nói. Bên kia máy bộ đàm cũng không có thúc giục. Sau khi xác nhận Lục Tân đã báo cáo xong phát hiện của mình, anh ta hít một hơi thật sâu. Cũng không trả lời lại lời nhắc nhở của Lục Tân mà nhẹ nhàng nói, bây giờ tôi sẽ báo cáo với anh đơn binh về tiến độ công việc hiện tại. Lục Tân gật đầu, xé một tờ giấy ghi chú bên cạnh, rồi cầm bút lên. Không có manh mối nào về nghiên cứu thông tin liên quan đến vụ người chết sống lại. Chúng tôi đã tìm thấy một số trường hợp, nhưng không có nhiều trường hợp tương tự như trường hợp hiện tại. Có một vài hướng suy đoán về khả năng liên quan, nhưng một số giáo sư vẫn không dám xác nhận điều gì. Ngoài ra, đội điều tra đến thị trấn Tùng Sơn 3 phút trước đã báo cáo tiến độ của họ và xác định rằng có tồn tại ô nhiễm. Nhưng mà, báo cáo của họ chỉ mới được nửa chừng, đã biến mất rồi. Vậy thị trấn kia cũng đã xác định bị ô nhiễm. Sau khi nghe điều này, Lục Tân im lặng một lúc. Việc này tưởng chừng như đã đoán trước được, nhưng lại khiến anh lúc trước không ngờ tới. Bất ngờ nghe được đáp án đã chắc chắn sẵn từ trước này, Lục Tân đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài lều. Chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Trong thời tiết u ám này, trên bầu trời ngay cả vầng trăng đỏ cũng không nhìn thấy, chỉ có bóng tối có duỗi năm ngón tay cũng không nhìn thấy. Và gió âm u, thị trấn Tùng Sơn có phải cũng bị bao quanh bởi diện trường ô nhiễm này rồi không? Mức độ ô nhiễm này rốt cuộc lớn đến mức nào? Còn về phần lớn đội thu thập thông tin, nhân viên liên lạc dừng một chút rồi mới nhẹ nhàng nói, anh đơn binh không cần đi qua bảo vệ bọn họ. Bàn tay đang ghi thông tin đột ngột dừng lại. Lục Tân muốn hỏi gì đó, nhưng không có hỏi ra thành tiếng. Nhân viên liên lạc cũng im lặng một lúc, trầm giọng nói. Nhân viên liên lạc với phần lớn đội thu thập thông tin đã nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng giằng co, la hét của những người khác. Âm thanh này đã kéo dài rất lâu, mãi đến vài phút sau, một người nào đó trong đội thu thập thông tin mới lên tiếng lại. Bọn họ dường như không hề biết về tiếng súng và tiếng la hét vừa rồi nên chúng tôi nghi ngờ. Lục Tân trầm mặc thở dài, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, bên kia máy bộ đàm đột nhiên thay đổi sang một giọng nói khác. Anh đơn binh, chúng tôi mong anh trở về ngay lập tức. Đó là giọng của Trần Tinh. Lục Tân thở dài nói, công tác điều tra vẫn chưa kết thúc. Đây đã không còn là chuyện nhiệm vụ điều tra nữa rồi. Trần Tinh trầm giọng nói, cường độ ô nhiễm phải đối mặt lần này đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta đã mất rất nhiều người, nhưng chúng ta thậm chí còn không biết đối thủ của chúng ta là ai. Vì vậy nếu anh vẫn tiếp tục ở lại bên ngoài, tôi lo lắng anh có thể sẽ... Chính vì không biết đối thủ là ai nên mới cần phải điều tra chứ nhỉ? Lục Tân im lặng một hồi rồi nhẹ giọng đáp. Nhưng mà... Giọng nói của Trần Tinh có vẻ hơi gấp gáp,
cô ta hơi ngập ngừng, sau đó mới cố hết sức nói chậm lại. Ở nơi hoang vu bây giờ, rất có thể chỉ còn lại mình anh là người sống. Khi những lời này được thốt ra, bầu không khí đã trở nên vô cùng trầm mặc. Lục Tân hiểu ý của Trần Tinh, diện trường ô nhiễm này đã bao trùm trong vùng hoang vu, quá mức đáng sợ. Ai đã đi vào diện trường ô nhiễm này cũng không biết khi nào sẽ bị ô nhiễm, cho nên nếu phái người khác đi vào, có thể sẽ gây thêm thương vong lớn hơn. Không thể có tiếp viện qua, vì vậy chỉ có thể giúp chính mình trở về trước. Trên thực tế, vào lúc này, vẫn nghĩ đến việc để bản thân quay trở lại đã là trò mạo hiểm lớn nhất ở Thanh Cảng. Họ thậm chí không biết liệu bản thân họ có bị ô nhiễm hay không. Chính vì tôi là người duy nhất còn sống. Sau một lúc, Lục Tân mới từ tốn cười một tiếng, rồi nói, vậy công việc này chỉ có thể để tôi làm duy nhì. Anh chậm rãi nói rồi cúp máy. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 682, ai nói là chỉ có mình tôi một. Không biết từ lúc nào, cơn mưa nhẹ lại bắt đầu rơi, nó rơi trên đám cỏ dại xung quanh, giống như một lời chế nhạo. Lục Tân bước ra khỏi lều, nhìn lên bầu trời u ám. Lúc này, em gái đang vây quanh những binh sĩ may mắn còn sống sót kia, tò mò chờ đợi, như thể quan sát bọn họ, thỉnh thoảng đưa bàn tay nhỏ bé ra. Tựa hồ muốn chạm vào bọn họ, nhưng bị Lục Tân trừng mắt, cô không dám vươn tay ra, lại vung cánh tay qua lại. Cha thì đứng ở trong bóng tối, lặng lẽ quan sát xung quanh. Mẹ đang mặc một bộ đồ nhỏ tinh xảo, giữa những ánh đèn nhàn nhạt, màu sáng của chiếc váy bà mặc là ánh sáng duy nhất trong vùng hoang vu u ám này. Có cách nào để tiêu diệt diện trường ô nhiễm này không? Lục Tân trong lòng có chút hy vọng, dịu dàng nhìn về phía mẹ. Nhưng nghe lời của Lục Tân, khóe miệng của mẹ lại khẽ nhếch lên. Trường lực ô nhiễm này không được hình thành bởi logic mà mẹ có thể hiểu được, vì vậy mẹ không thể giúp con. Mẹ nhẹ giọng giải thích, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Tân hít một hơi dài nói, vậy mẹ có thể tìm được nguồn gốc của ô nhiễm không? Mẹ mỉm cười nói, logic ở đây hỗn loạn nên theo mẹ, xung quanh đây, đâu đâu cũng có nguồn ô nhiễm. Lục Tân hơi giật mình, bất lực lắc đầu. Ở đâu cũng có nguồn ô nhiễm, nghĩa là không có nguồn ô nhiễm. Trong lòng anh cảm thấy có chút nặng, anh định ở lại tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Nhưng đối mặt với cục diện phức tạp và kỳ cục như vậy, anh không thể không thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên anh đối mặt với ô nhiễm mà cảm thấy bất lực như vậy. Trách nhiệm của anh là điều tra nguồn gốc của việc ô nhiễm này và giải quyết làm sạch ô nhiễm này. Mà làm sạch ô nhiễm, rất đơn giản, là cắt đứt chuỗi logic hoặc làm sạch nguồn ô nhiễm. Tuy nhiên, trường lực ô nhiễm này lớn như vậy, làm sao có thể cắt đứt được? Cũng bởi vì trường lực ô nhiễm này quá lớn, thì làm sao chúng ta có thể tìm ra được nguồn gốc của ô nhiễm? Thế nhưng, đối mặt với sự quỷ dị này lại không hiểu được logic của nó, đây mới là đau đớn nhất. Anh cũng không phải là người đặc biệt giỏi điều tra. Trong những lần điều tra trước đây, Hàn Băng đều giúp đỡ anh rất nhiều. Nhưng bây giờ, ngay cả trong cơ sở dữ liệu của Thanh Cảng, cũng không có chút tài liệu liên quan nào để tham khảo. Anh có thể tìm ai? Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Lục Tân chợt nhớ ra một chuyện. Anh lấy thiết bị liên lạc mà nghiên cứu viên đưa cho anh ra. Xung quanh có rất nhiều các trạm quan sát, máy thu tín hiệu đã chuẩn bị sẵn, máy thu tín hiệu rất nhanh đã được tự động giải mã và bắt Internet. Nhìn màn hình công nghệ sáng lên, Lục Tân đăng nhập vào khung chat của câu lạc bộ nhân tài cấp cao. Sau đó, anh gõ vào hộp thoại, có ai ở đó không? Như lần trước, hoàn toàn im lặng, không ai trả lời. Lục Tân cau mày, tiếp tục đánh máy, tôi có chuyện muốn hỏi mọi người. Có một khu vực đã xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng. Ở khu vực này, tất cả những người đã chết lại bị ảnh hưởng và trở nên như đang sống. Những người đã chết thì không biết họ đã chết và cũng không biết lý do tại sao họ chết. Còn nếu bạn nói với họ rằng họ đã chết, thì họ sẽ trở thành một loại quái vật tinh thần. Trước đây, ai đã gặp sự cố tương tự hoặc biết làm thế nào để đối phó với nó không? Sau khi nhập liên tiếp nhiều chữ như vậy trong một lần, anh dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu, ai có thể trả lời câu hỏi này của tôi? Tàn nhẫn, anh trực tiếp gõ số, tiền công, 10 vạn. Sau khi gõ xong,
anh lặng lẽ chờ đợi. Hơn 10 giây trôi qua, đột nhiên có người ngoi lên, nhắn, mẹ kiếp, ngươi đang kể chuyện ma à? Giày múa đỏ, hơn nửa đêm dọa người ta khóc, hu 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 hu. Huyết tích tử, cảnh náo nhiệt như vậy, ở đâu? Lục Tân chậm rãi gõ, ngay bên cạnh ta. Giày múa đỏ, dây cót tranh, đùa lão đây à? Lão tử đẹp trai nhất thiên hạ, chỉ có 3 chữ, kích thích đấy. Lục Tân chậm rãi thở dài, kỳ vọng của anh đối với câu lạc bộ này ngày càng giảm. Nhưng đúng lúc này, anh thấy có người gửi tin nhắn riêng, tên là thợ máy. Thợ máy, tình huống cụ thể là gì? Trong lòng Lục Tân có chút hy vọng, nhanh chóng trả lời, tình huống chung là ta vừa nói. Đại khái ta đã có thể đoán được phương thức ô nhiễm, chính là loại trường vực ô nhiễm, nhưng không biết làm sao phá vỡ trường vực này. Ngoài ra, tất cả mọi người khi vào khu vực lân cận đều sẽ bị ảnh hưởng bởi nguồn lực không rõ nguồn gốc và chém giết lẫn nhau, bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể. Thợ máy, người có chắc mình vẫn còn sống không? Lục Tân im lặng một hồi rồi đưa tay xuống, tự bắt mạch tay, rồi lại đưa tay lên, đặt lên lồng ngực của mình một lúc. Quan trọng nhất là liếc mắt nhìn người nhà đang đứng cách đó không xa. Sau đó trả lời, chắc chắn. Thợ máy, vậy thì tôi yên tâm. Thợ máy, ngoài cơ thể sau khi chết, chịu ảnh hưởng rồi sống lại, thì còn những dấu hiệu nào khác không? Lục Tân, ngoài trừ đã chết, thì họ vẫn giống như người sống, họ vẫn nhớ công việc của mình, con cái, cha mẹ và người yêu. Nếu không biết là họ đã chết thì họ có vẻ còn bình thường hơn so với người sống. Lục Tân, ngươi đã thấy trường hợp tương tự rồi sao? Thợ máy, không. Lục Tân, nín lặng. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 683, ai nói là chỉ có mình tôi hai? Thợ máy, tôi chưa nghe nói về trường hợp tương tự. Nhưng nếu ngươi tìm hiểu nó, lại có rất nhiều tài liệu tham khảo. Lục Tân, thợ máy, tôi kiến nghị, từ trong hỗn loạn đấy, ngươi nên tìm một cái logic. Ví dụ như, ngươi đem chuyện này chia nhỏ ra thành nhiều việc khác nhau. Đầu tiên, có một loại ô nhiễm đã ảnh hưởng đến họ, khiến họ tự chém giết lẫn nhau và biến thành người chết như bây giờ. Thứ hai, có một loại ô nhiễm đánh thức họ để tiếp tục làm việc như người sống. Thứ ba, vì một số lý do nào đó, họ không muốn nhớ lại sự thật rằng họ đã chết. Thứ tư, thời điểm bị người khác nói ra, họ sẽ trở thành những con quái vật tinh thần. Trong bốn vấn đề này, người nghĩ vấn đề nào mới là mấu chốt? Nhìn những dòng tin nhắn thợ máy gửi tới, Lục Tân hơi ngẩn ra, cũng thuận thế suy nghĩ theo nó. Cục diện ban đầu vốn dĩ rất phức tạp, sau khi hiểu được điểm này, quả thực đã rõ ràng hơn một chút. Anh suy nghĩ theo dòng suy nghĩ này một lúc rồi gõ một dòng tin nhắn gửi đi. Vậy trường hợp người chết sống lại là thế nào? Thợ máy, có rất nhiều năng lực có thể khiến người chết sống lại. Những người có năng lực thuộc hệ mộc ngẫu thích sáng tạo người cải tạo tinh thần. Những người được cải tạo tinh thần này trông giống như người sống, nhưng họ thực sự là một loại người chết. Ngoài ra, ở phía Nam đã có sự cố về những xác chết lao vào thành phố. Và thành Hồng Lĩnh cũng đã xảy ra sự cố tương tự. Điểm tụ tập ở bên kia sông Giấy Trắng vào một năm trước cũng phát sinh một sự kiện linh hồn người chết, được truyền đi vô cùng rộng rãi. Đây cũng là việc do người có năng lực làm. Nhưng gốc rễ của tất cả những sự việc này, hoặc là một số lượng lớn quái vật tinh thần đã ký sinh vào xác chết, hoặc chúng đã bị một loại năng lực nhóm mạnh mẽ nào đó điều khiển. Nếu bây giờ ngươi không vội, tôi có thể từ từ nói cho ngươi biết cái này. Sau đó ngươi so sánh một chút xem chuyện nào giống chuyện ngươi gặp phải. Nhìn tin nhắn do thợ máy gửi đến, một tia ký ức chợt lóe lên trong đầu Lục Tân. Trước đó gặp phải loại chuyện này, bởi vì nó quá bất thường, ô nhiễm chồng chất lên nhau khiến anh nghi ngờ có một loại ô nhiễm nào đó không rõ đang phát tán xung quanh mình. Nhưng sau khi nghe thợ máy nói xong, anh chợt nhận ra có lẽ vấn đề cũng không phải là những kẻ thù không xác định được. Loại ô nhiễm khiến người chết sống lại và làm việc bình thường dường như là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Nhưng loại ô nhiễm có thể đánh thức người chết, chính anh đã từng nhìn thấy một lần. Anh hít một hơi thật sâu và nhìn về hướng thị trấn vui vẻ.
Anh vẫn nhớ rằng khi anh lần đầu tiên bước vào thị trấn vui vẻ và đánh thức nữ vương, anh đã nhìn thấy một hàng xác chết được chôn dưới đất. Họ đã chết nhiều năm, nhưng dưới tác động của nữ vương, họ trồi lên khỏi mặt đất, cầm súng ống, đối đầu với bản thân anh và cả gia đình anh. Đây là một bằng chứng tốt cho thấy nữ vương có khả năng đánh thức người chết. Nhưng điều kỳ lạ là những xác chết được nữ vương đánh thức rất khác so với những xác chết mà anh nhìn thấy bây giờ. Ngoài ra, vị trí của họ vẫn còn một khoảng cách rất xa so với thị trấn vui vẻ. Thị trấn vui vẻ thực sự là một thị trấn với những ngôi nhà nhỏ màu trắng, chen chúc lẫn nhau. Chỉ là bức xạ tinh thần của nữ vương rất mạnh, có phạm vi gần 50 km. Và trạm quan trắc của họ đã cách mép ngoài cùng của bức xạ tinh thần của nữ vương 10 dặm. Nơi mà nghiên cứu viên Vương Tùng và hầu hết các đội quân thu thập thông tin đã xảy ra cách đó lại càng xa, thêm khoảng 30 hoặc 40 dặm. Mặc dù Lục Tân không biết rõ về nữ vương, nhưng chắc chắn rằng nữ vương không thể đánh thức người chết ở xa như vậy. Và lại, những người chết được nữ vương đánh thức sẽ tuân theo ý bà chứ không phải như bây giờ. Anh nhanh chóng nhập chữ vào, ngươi không cần kể nhiều, ta rất vội. Nhưng một nguồn ô nhiễm tương tự, tôi biết một cái. Chỉ là khoảng cách cách nhau quá xa, đặc điểm bị ô nhiễm cũng hoàn toàn khác nhau. Thợ máy, đặc điểm cốt lõi mới là quan trọng nhất. Cần hiểu rằng đánh thức người chết thực chất là tác dụng của linh lực. Cũng giống như người có năng lực hệ mộc ngẫu có thể tạo ra và điều khiển linh khí biến hóa, linh lực có thể ký sinh trên đồ vật và đương nhiên cũng có thể ký sinh trên xác chết. Sau khi ký sinh vào xác chết, họ có thể kiểm soát chuyển động của xác chết và trích xuất ký ức từ bộ não mà không khiến nó bị tổn thương. Nhưng trên lý thuyết, đây là một sự tiêu hao mạnh mẽ đối với cơ thể tinh thần và nó thường không kéo dài trong thời gian dài. Tình hình ngươi gặp phải là người chết hơn một tuần rồi mà vẫn đi làm bình thường, tinh thần tiêu hao rất nhiều nha. Lục Tân nghe xong, trong lòng hơi giật mình, trong lòng nghĩ ra một điểm khả nghi. Theo lời của người thợ máy, sau khi người chết sống lại sẽ tiêu hao tinh thần lực của bản thân, tinh thần lực của họ chỉ càng ngày càng yếu đi. Tuy nhiên, thể chất tinh thần của một vài đồng nghiệp mà anh nhìn thấy lại bị đột biến mạnh hơn bình thường. Thậm chí những người này đều có mức tinh thần lực từ 200 đến 300. Anh vội vàng ghi rõ hiện tượng, gửi đi rồi hỏi, tại sao lại như vậy? Thợ máy, thật kỳ lạ, thật quá phi lý. Người chết được bảo trì trạng thái sống trong thời gian dài, lượng cấp tinh thần càng ngày càng cao. Điều này ít nhất cho thấy hai vấn đề. Thứ nhất, nguồn gây ô nhiễm hoặc khả năng gây ra ảnh hưởng này rất mạnh mẽ. Thứ hai, trường vực ô nhiễm mà ngươi gặp phải có thể không chỉ là ô nhiễm, mà còn truyền sức mạnh tinh thần. Lục Tân, truyền, thợ máy, đúng vậy, nó vi phạm việc truyền sức mạnh tinh thần của bản năng sinh học. Dù là quái vật tinh thần hay nguồn ô nhiễm, chúng đều có những đặc điểm sinh học. Chúng sẽ gây ô nhiễm cho người khác, cướp đi sức mạnh tinh thần của họ và biến chúng thành một phần của chính họ. Nhưng truyền sức mạnh tinh thần của chính mình cho người khác là một điều rất phi lý. Lục Tân, vậy tại sao lại vậy? Nó chống lại bản năng sinh học. Thợ máy, có rất nhiều lý do. Ý chí của một yêu quái tinh thần hoặc một số vật thể ký sinh đặc biệt có thể làm được. Dù sao thì tôi không ở bên cạnh, có lẽ ngươi cần phải kiểm tra lý do. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 684, ai nói là chỉ có mình tôi ba? Lục Tân im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu, anh đột ngột đứng dậy và bước vào màn mưa. Anh chợt nhớ ra điều gì đó khi đội tiên phong của đội thu thập thông tin vừa đến đây. Mặc dù không hiểu mình gặp phải loại ô nhiễm gì và cũng không dám tự tiện hành động, nhưng họ vẫn kiểm tra sơ bộ và phát hiện được điều gì đó. Đi đến bên cạnh đám binh lính, im lặng ngồi xổm trên mặt đất, Lục Tân trừng mắt nhìn em gái trước, sau đó thấp giọng hỏi. May mắn thay, những binh sĩ này vẫn còn chút ký ức, họ vội vàng đưa nó cho anh. Lục Tân quay về lều, dùng máy truyền tin chụp một bức ảnh, gửi cho thợ máy. Hít sâu một hơi, nhập một hàng chữ, ngươi nhìn thấy thứ này chưa? Nói xong gắn thêm một tấm hình rồi chuyển nó đi. Người thợ máy nhanh nhẩu trả lời, cái này chắc thuộc về một loại tín hiệu ổn định khí,
dùng để duy trì một loại trường lực nào đó. Nếu tôi đoán không lầm, xung quanh người chắc có nhiều thứ như vậy. Chức năng của chúng hẳn là được bố trí xung quanh hiện trường để duy trì sự ổn định của nó. Ha ha, có vẻ như những gì ngươi đang gặp phải bây giờ không phải là một trường vực bình thường. Lục Tân, nếu đã như vậy thì làm sao để bỏ nó được? Thợ máy, đơn giản lắm, chỉ cần phá hủy mấy cái ổn định khí này là xong. Lục Tân, thế thì làm sao có thể tìm được những thứ này? Thợ máy, vậy thì tôi cũng không biết nữa. Dù sao thì tôi chỉ đang cung cấp một ý tưởng thôi. Mỉm cười. Thợ máy, người có thể chuyển khoản cho tôi được chưa? Lục Tân im lặng một hồi, sau đó nói, có nên giải quyết xong rồi mới đưa tiền hay không? Thợ máy, không. Thợ máy, dù người có thể giải quyết được hay không, thì tôi cũng đã đưa ra lời khuyên và xứng đáng được nhận tiền. Thợ máy, nguyên nhân chính là, đừng nhìn vật này nhỏ như vậy. Nếu có thể ảnh hưởng đến trường ô nhiễm, hẳn là không phải do lực lượng bình thường tạo ra. Mấy cái lực lượng có thể tạo thành trường như vậy, ta không muốn đắc tội bất kỳ ai trong số họ, và nói thẳng ra, người anh em à. Tôi nghĩ anh cũng không nên động vào, đây không phải là chuyện mà một người, thậm chí là một thành phố kín cổng cao tường có thể xử lý được. Vì thế, thợ máy, tôi nghi ngờ người không có cơ hội để chuyển khoản cho tôi sau khi hoàn thành vụ thanh lý ô nhiễm lần này. Mặt cười, biểu tượng cảm xúc đưa tay ra. Lục Tân nhìn câu trả lời của hắn ta, sau đó trong lòng hơi đấu tranh, rồi cũng truyền tiền. Sau đó, anh từ từ đặt máy truyền tin xuống và ngẩng đầu lên. Bây giờ, rất nhiều nghi vấn trong lòng anh đã được giải quyết, nhưng đồng thời lại mang thêm nhiều nghi vấn, đặc biệt. Lời nói vừa rồi của người thợ máy khiến anh cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Khi đã nhận ra mấu chốt của vấn đề, thì cần làm gì tiếp theo đây? Việc xác định những vật dụng này cùng với công cụ này cũng là một vấn đề nan giải. Tìm ra và loại bỏ các công cụ này lại là một vấn đề khác. Lục Tân thở dài một hơi, cảm giác vô lực trong lòng cũng không bớt đi bao nhiêu. Trường lực ô nhiễm này quá lớn và diện tích bức xạ rộng bao nhiêu thì cũng không xác định được. Một số ít thì chính anh cũng có thể tìm thấy, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong số đó, không thể phá hủy trường lực này. Nhưng ở nơi hoang vu này, làm sao để có thể tìm được những phần khác? Mà nếu không tìm thấy những dụng cụ này, trường vực không thể bị phá hủy, và bất cứ ai bước vào sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ những người bình thường, mà ngay cả những người có năng lực đi vào thì Lục Tân cũng không biết họ có cách nào để chống lại sự ô nhiễm này hay không. Cho dù chúng ta có thể chống lại nó và phát hiện ra loại dụng cụ này, cũng không có nghĩa là nơi hoang vu này không còn có những kẻ thù không tên khác. Nhưng nếu để cho một hai người có năng lực xông vào, e rằng số phận của họ sẽ không khá hơn người thường ở vùng hoang dã này bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu không có quân tiếp viện, làm sao anh có thể tự mình giải quyết một vấn đề to lớn như vậy? Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm dường như sâu thẳm vô tận, Lục Tân cảm thấy trong lòng có chút trống trải. Như thể có một cảm giác cô đơn khó tả đang bao trùm lấy anh. Dù đã quá quen với cảm giác cô đơn này, nhưng lúc này anh vẫn cảm thấy chán nản. Đơn binh tiên sinh, anh có cần trợ giúp không? Ngay lúc Lục Tân đang đứng dưới làn mưa nhẹ, có chút mệt mỏi thở dài, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lục Tân quay đầu lại, nhìn thấy vị đội trưởng thiếu nửa cái đầu kia. Có 4 thành viên khác trong đội phía sau anh ta. Tất cả họ đều đã chết, nhưng họ vẫn chưa biến dị. Trợ giúp, Lục Tân nhìn họ, cả người hơi ngẩn ra. Đúng vậy, vị đội trưởng kia chậm rãi ưỡn thẳng ngực. Biểu hiện của anh ấy lúc này không thể diễn tả được bằng từ ngữ chính xác, nhưng có thể thấy biểu hiện 10 phần kiên quyết của anh ta. Anh đơn binh, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi, cũng chưa nói đến chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi tiếp theo, nhưng... Nhưng chỉ đứng đó chờ đợi thì đau đớn quá, nên chúng tôi mong có thể làm gì đó cho anh. Lục Tân nhìn biểu hiện của họ, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười. Được rồi. Anh đột nhiên vươn lòng bàn tay về phía vị đội trưởng cười nói, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Nhìn cánh tay đang đưa ra của Lục Tân, đội trưởng hiển nhiên có chút xấu hổ, lại nhìn lòng bàn tay đầy máu của mình. Nhưng nhìn nụ cười vẫn đang ngày càng tươi của Lục Tân, vị đội trưởng kia vẫn đưa tay mình ra. Không phải cảm ơn, đây là việc của chúng ta. Đúng thế.
Nụ cười của Lục Tân thực chân thành và hạnh phúc. Cảm giác chán nản và cô đơn kéo dài vừa rồi đã biến mất trong đôi mắt trống rỗng của những chiến sĩ này. Ai nói trong vùng hoang dã này, chỉ có mình là người duy nhất, mình vẫn còn cả một đội. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 685, Mệnh lệnh nhiệm vụ mới nhất 1. Anh Vương Tùng, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi vẫn ở đây, thế nào? Vấn đề đã được xử lý, anh ở đây không? Nên làm gì tiếp, hiện tại tôi sẽ đi tìm. Sau khi xác định phương hướng, Lục Tân cảm thấy cả người cực kỳ phấn khởi, gọi điện cho nghiên cứu viên kia ngay lập tức. Sau khi xác nhận rằng bên kia vẫn còn sống sót, anh nói với những người lính vũ trang xung quanh đã sẵn sàng giúp đỡ mình. Điều chúng ta cần làm bây giờ là trước tiên phải đảm bảo không có nguy cơ ô nhiễm tiềm ẩn xung quanh. Rồi sau đó, mang theo những dụng cụ này lên, đi tìm nghiên cứu viên. Bốn chiến sĩ kia nghe thấy vậy thì gật đầu ngay lập tức, rồi chia nhau hành động. Khi còn sống, chắc hẳn họ là những người làm việc rất nhanh chóng, những chiến sĩ bản lĩnh, khỏe mạnh. Bây giờ mặc dù có vẻ như động tác không tránh khỏi chậm và ý thức có vẻ hơi cứng, nhưng công việc vẫn rất hiệu quả. Dưới sự phân công công việc của đội trưởng thiếu nửa đầu Lý Kiến và Lục Tân, lập tức có người đến lấy máy dò trên xe để kiểm tra xem xung quanh trạm quan trắc còn sót lại bức xạ nào không. Ba người còn lại thì đi kiểm tra những người biến dị kia. Vì những người này có thể sống lại sau khi chết, nên không ai có thể đảm bảo rằng những người chết kia sẽ không sống lại. Điều cần làm bây giờ là kiểm tra và phát hiện xem họ có còn tồn tại những dao động tinh thần hay không. Kết quả cũng khá may mắn, xem ra vừa rồi những người này đã biến dị thành tinh thần thể, mà vì tinh thần thể cũng đã bị hủy diệt. Cho nên bọn họ lúc này quả thực đã chết, nhất định sẽ không sống lại, trở thành nguồn ô nhiễm nữa. Sau đó, trên người mỗi người sẽ được lấy một mẫu để phục vụ cho công tác nghiên cứu sau này. Sau khi thực hiện, họ đưa toàn bộ hồ sơ, giám sát, ghi chú và một số hung khí ở điểm quan sát vào xe. Các thi thể ở đây đều được chất lên nhau, đổ xăng và hỏa táng ngay tại chỗ. Đối mặt với ngọn lửa xanh đang đốt cháy hừng hực, khuôn mặt người chết của bọn họ đều lộ ra vẻ cứng đờ, xanh mét và nghiêm nghị. Đội trưởng Lý Kiến dẫn đầu, anh ta từ từ hướng về phía ngọn lửa, cúi đầu chào một cái. Lục Tân không phải quân nhân, nhưng lòng cũng rất nặng, cũng bắt chước dáng vẻ của bọn họ, kính cẩn cúi chào. Đi nào! Sau khi dọn dẹp xong, mấy người họ cùng nhau lên xe tải. Người phụ trách xe là Lục Tân. Bởi vì trong lòng những chiến sĩ này cũng hiểu rõ mình đã trở thành trạng thái này, mặc dù trong nhận thức của bản thân mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng trong điều kiện bị ô nhiễm, rất có thể thỉnh thoảng sẽ xảy ra đột biến, khiến bọn họ không thể kiểm soát bản thân, có thể làm ra một số hành động nguy hiểm. Vì vậy, họ không những không làm chủ được tay lái, mà ngay cả ghế phụ lái đang bị bỏ trống, họ cũng không dám ngồi qua. Bọn họ lo lắng trong tình huống bản thân bị mất trí sẽ làm Lục Tân bị thương, cho nên tất cả đều ngồi ở khoang sau. Tình nguyện bị vài giọt mưa rơi trên người chứ nhất định không muốn xảy ra một sự cố ngoài ý muốn nào. Ánh đèn pha xé toạc màn đêm mưa đen, Lục Tân cùng 5 người chiến sĩ cùng nhau lái xe rời đi. Lúc này trong vùng hoang vu này ít nhất có 2 người có thể đi tìm. Một là đại quân đội đang thu thập tin tức. Một là nhóm binh sĩ đã chết, nhưng lại không biết mình đã chết, đang chờ nhóm người của nghiên cứu viên Vương Tùng đến. Bây giờ Lục Tân sẽ đi tìm nghiên cứu viên Vương Tùng, cũng là sử dụng sức mạnh của họ để xác định một số vấn đề. Trước đó, nghiên cứu viên Vương Tùng cũng đã nói với Lục Tân rằng vị trí hiện tại của họ không xa điểm quan sát, chỉ khoảng 30 dặm. Mặc dù dưới trời mưa nhẹ, đường ở nơi hoang vu đi lại khó khăn, nhưng Lục Tân cũng nhờ em gái mình lái xe giúp. Lại thông qua chiếc kính đang đeo, mở bản đồ xung quanh nên cũng không mất nhiều thời gian đi lòng vòng, chỉ khoảng một tiếng đã chạy đến nơi. Đơn binh tiên sinh, từ xa, anh đã thấy đèn xe chiếu sáng, phía sau một con dốc thấp có người trên trực thăng ra đón. Khi nghiên cứu viên Vương Tùng xuất hiện dưới ánh sáng của chiếc xe tải, trái tim của Lục Tân hơi trùng xuống. Mặc dù đã xác định từ trước, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của nghiên cứu viên Vương Tùng, anh không khỏi có chút buồn bực.
Lúc này trên cổ anh ta có một lỗ thủng, giống như bị một viên đạn xuyên qua. Không chỉ vậy, trên ngực còn có nhiều vết thương, máu chảy thấm ướt áo khoác trắng trông thật sốc. Ầm ầm, chiếc xe tải dừng lại, những người trong xe gặp nghiên cứu viên Vương Tùng, tất cả đều giật mình. Mặc dù những người lính trên xe tải đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi họ nhìn thấy cổ Vương Tùng nứt toát như hạt lựu, người lái xe với một lỗ đạn ở giữa sống mũi và đầu sắp thối, người trợ lý giống như quả dưa hấu, vẫn còn sừng sốt. Một cảm giác sợ hãi kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt vốn đã trở nên cứng đờ, nhưng bọn họ đều cố gắng kiềm chế lại. Nghiên cứu viên Vương Tùng và những người khác cũng run sợ khi thấy Lục Tân thực sự đưa những người chết này đến đây. Chắc chắn rồi, chỉ có một nhóm người cùng bị ô nhiễm hoặc bị đánh thức mới không thể tìm ra điểm dị thường của nhau. Những người không cùng đợt vẫn sẽ thấy bên kia đã chết. Thấy phản ứng của họ, Lục Tân bí mật viết ra. Đồng thời, sau khi nhìn thấy vết thương của Vương Tùng, anh miễn cưỡng đưa ra phán đoán. Chỉ có ba người bọn họ nhưng cũng đã chết. Vết thương của hai người rõ ràng là do người khác tấn công, nhưng trợ lý lại khác. Đó là một phát súng từ dưới cằm. Thế lực bí ẩn đó không chỉ chém giết lẫn nhau, mà kẻ cuối cùng còn phải tự sát. Tôi đã chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp nhau và chúng ta sẽ không bị ô nhiễm. Trong khi quan sát, Lục Tân giải thích bằng cách đơn giản nhất, và dù có bị ô nhiễm hay không, họ cũng sẵn lòng giúp đỡ. Điều này là nói với người của cả hai bên và họ có thể hiểu theo cách đó. Cái này, nghiên cứu viên Vương Tùng còn thê thảm hơn, kinh hãi nhìn binh lính, sau đó tàn nhẫn nói, được rồi, chuyện quan trọng nhất hiện nay là phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Việc đầu tiên là anh cần xem qua những thứ này. Lục Tân chỉ vào máy phát xạ và các mảnh vỡ thu được trên xe tải, nói, tôi cần xác định những thứ này làm gì, nó hoạt động như thế nào. Nếu có thể, hy vọng anh sẽ tìm ra cách để tìm được những thứ này. Ô nhiễm mà chúng ta gặp phải có liên quan đến những thứ này. Chỉ cần tìm thấy được chúng, có thể loại bỏ ô nhiễm. Nghiên cứu viên Vương Tùng liếc nhìn chiếc xe tải, trịnh trọng gật đầu. Không còn nhiều thời gian, chúng ta bắt đầu thôi. Mọi người cùng nhau chuyển mấy thứ kia ra khỏi xe tải. Từ trực thăng và xe tải gần đó, anh lấy lều, giá đỡ, máy tính, dụng cụ đo tinh thần. Dưới sự chỉ huy của nghiên cứu viên Vương Tùng, thiết lập một phòng làm việc đơn giản. Mẫu mà Lục Tân đã lấy từ những người sống lại trước đó cũng được chuyển vào phòng làm việc này. Bây giờ tôi cần. Nghiên cứu viên Vương Tùng khàn giọng, được một nửa thì xoa xoa cổ họng. Có lẽ tôi bị cảm, cổ họng hơi khàn. Sau đó lại nói tiếp, tôi cần mọi người phối hợp với tôi thực hiện một số thử nghiệm. Trong thời gian này, mọi người phải theo lệnh của tôi. Lục Tân và tất cả mọi người đều gật đầu. Vị đội trưởng thiếu một nửa cái đầu kia nhìn Vương Tùng xoa cái cổ họng nứt toác, giọng anh ta hơi khàn, cảm thấy có chút kỳ quái, tranh thủ thời gian, bí mật hỏi Lục Tân, tôi cũng như vậy sao? Không, Lục Tân liếc anh ta một cái nói, anh so với anh ta thì bình tĩnh hơn nhiều. Được rồi, đội trưởng gãi đầu nói, tôi cũng thấy ổn, giọng không khàn, chỉ là đầu hơi ngứa. Lục Tân nhìn anh ta thật sâu, muốn nói đừng gãi nữa. Thấy người này cứ vò đầu bứt tai, bôi bẩn quần áo còn khá lạ. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 686, Mệnh lệnh nhiệm vụ mới nhất 2. Trong đêm mưa tối đen, hợp tác với nhóm người chết một cách khéo léo và mưu mẹo, nghe có vẻ phi lý. Nhưng Lục Tân đã làm rất tốt, như thể anh thực sự coi những người chết này như đồng nghiệp của mình. Anh dành cho họ rất nhiều sự tin tưởng, không hề tỏ ra khó chịu hay sợ hãi. So với anh, bên người đội trưởng cùng bên người nghiên cứu có phần khó xử. Khi bất ngờ nhìn thấy nhau, họ sẽ có chút rùng mình. Trong lòng đang lẩm bẩm, bọn họ không khỏi nhìn Lục Tân có chút ngưỡng mộ. Không hổ là thành viên đội đặc thanh, làm việc với một đám người chết mà không sợ chút nào. Nếu Lục Tân biết nhóm người chết kia đang kêu gào về việc anh táo bạo như thế nào, có thể anh sẽ không nói nên lời. Những thứ này nhất định là một loại khí tín hiệu chuyển đổi. Ngay sau đó, nghiên cứu viên Vương Tùng đưa ra câu trả lời, nói một cách chắc chắn, nguyên tắc như bộ truyền tín hiệu mà chúng ta sử dụng.
ngoại trừ một số vật liệu trong lĩnh vực bức xạ tinh thần được sử dụng để làm cho nó nhận và gấp lại. Khả năng của Chúa để tỏa ra, có thể hiểu là bọn họ đang dùng phương thức này để phát phóng xạ tinh thần đến khoảng cách xa. Lúc này, bên tiểu trợ lý cũng có kết quả kiểm tra. Bằng cách kiểm tra các mẫu còn lại của những đồng nghiệp bị ô nhiễm, có thể xác định rằng họ thực sự đã chết. Chỉ là một loại bức xạ tinh thần kỳ lạ nào đó đã kích thích các mô cơ thể của họ để họ vẫn hoạt động. Tôi nghĩ đây là lý do chúng ta thấy những đồng nghiệp đã chết nhưng vẫn còn hoạt động. Giống như một con ếch, sau khi chết cũng sẽ có phản xạ khi bị dòng điện kích thích. Đương nhiên, loại kích thích này mạnh và phức tạp hơn nhiều. Vương Tùng gật đầu, vẻ mặt rất phấn khích. Chỉ cần chúng ta xác định được bức xạ tinh thần này là gì, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm ra được chân tướng về việc ô nhiễm này. Nghe thấy lời của bọn họ, Lục Tân nhẹ gật đầu. Trên thực tế, anh đã xác định được ô nhiễm này là gì. Không thể nghi ngờ, đây là khả năng của nữ vương của thị trấn Vui Vẻ, nhưng anh cũng không biết tại sao nó lại bị rút ra như thế này. Điều quan trọng nhất bây giờ là, anh có thể tìm ra cách để theo dõi những bức xạ này không? Lục Tân hỏi. Chỉ khi lần ra bức xạ thì mới có thể tìm thấy những nơi phát ra bức xạ khác nằm rải rác trên vùng hoang dã. Chỉ khi phá hủy những máy phát xạ này thì trường lực mới có thể bị phá hủy và cắt đứt chuỗi logic. Tất nhiên có thể. Vương Tùng nghe Lục Tân nói thì bật cười. Sau khi xác định được tần sóng thì rất dễ theo dõi. Lục Tân thở dài nhẹ nhõm, trong lòng có chút vui mừng. Cảm ơn, vất vả rồi. Anh nghiêm túc nói với những người này. Tôi sẽ kể lại những gì các anh đã làm cho Thanh Cảng. Câu này của anh nói rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút cảm kích. He he, những cái này không quan trọng, chỉ cần đưa tiền trợ cấp của chúng ta vào là xong. Sau khi nghe anh nói xong, Vương Tùng mỉm cười, kéo Lục Tân sang một bên đưa phong thư cho anh. Anh đơn binh, đây là thư tuyệt mệnh của tôi. Sau khi xử lý ô nhiễm xong anh nhớ đưa cho vợ của tôi. Lục Tân thoạt nhìn còn cười, nhưng nghe xong liền giật mình, có chút không tin nhìn anh ta. Nghiên cứu viên Vương Tùng vẫn nở nụ cười trên môi, nói, anh đơn binh, đừng quên rằng tôi là một nghiên cứu viên. Lúc anh kêu tôi ở lại chỗ cũ, tôi đã biết có gì đó không ổn. Mặc dù lúc đó, tôi phát hiện ra có gì đó với logic của mình, tôi biết mình có vấn đề, nhưng rất khó để tìm ra điểm bất thường của tôi. Tuy nhiên, chỉ cần tôi làm vài phương pháp tự kiểm tra nghiêm ngặt, tôi có thể dễ dàng tìm thấy vấn đề của mình. Mặc dù có chút khó khăn để thừa nhận sự thật này, nhưng xét cho cùng thì đó cũng là sự thật. Qua đây, tôi cũng đã đoán ra tại sao người chết lại sinh ra quái vật tinh thần sau khi biết rằng họ đã chết. Tâm trạng suy sụp tinh thần sẽ khiến người chết cảm thấy bất thường, tương tự như mất kiểm soát và quái vật tinh thần được sinh ra. Nhưng nếu có thể chấp nhận sự thật này một cách bình tĩnh, hoặc tự mình kìm nén cảm xúc thì có thể tránh được sự đột biến này. Tôi là một nghiên cứu viên và tôi tôn trọng sự thật. Nói xong, anh ta cười, chỉ chờ đợi như thế này, thật sự rất nhàm chán. Tôi vẫn đang suy nghĩ về việc làm thế nào để vượt qua thời gian. Bây giờ tôi rất hài lòng, sự hợp tác của tôi với anh đã làm cho thời gian cuối cùng của tôi có ý nghĩa hơn. Nghe được những lời này, nhất thời Lục Tân không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng nghiên cứu viên Vương Tùng đã quay sang chỗ khác, cười và nói lớn, đội trưởng Lý Kiến, tôi sẽ lập tức tạo ra một thuật toán. Sau đó yêu cầu anh thông báo cho những người làm công tác thu thập thông tin, anh không cần phải nói với họ về việc còn sống hay đã chết, để không khiến họ bối rối về mặt cảm xúc. Chỉ cần cho họ biết mục tiêu và nhiệm vụ của chúng ta. Được rồi, đại úy Lý Kiến lớn tiếng đồng ý, cầm bộ đàm đi. Nhiệm vụ thu thập thông tin đã bị thay đổi. Hiện tại tôi phát nhiệm vụ mới nhất, tiêu diệt hiện trường ô nhiễm. Phía bên kia bộ đàm phát ra tiếng sột soạt. Lát sau, một giọng nói khàn khàn vang lên, đã nhận, chúng tôi vẫn luôn chờ lệnh. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 687, cho Thanh Cảng một lời cảnh báo 1. Phía trước 300 mét, hướng 9 giờ, 11 giờ, lúc trước tôi kéo anh ra ngoài. Trong màn đêm mưa phùn, chiếc xe tải chạy về phía trước, khoang sau có một vài chiến sĩ ngồi. Trong xe,
Lục Tân phụ trách lái xe, hay nói cách khác, người phụ trách lái xe là em gái của anh. Nghiên cứu viên Vương Tùng rõ ràng là có nhận thức thấp hơn một chút so với những người khác, anh ta đang ngồi bên ghế phụ lái. Dù biết mình đã chết và có thể bị bất ngờ bị khống chế bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn không chịu chạy ra phía sau ngồi. Đối với khả năng biến dị mà bản thân có thể gặp phải, anh ta nói thế này, nếu mà có đánh tôi, thì đánh nhẹ một chút. Lục Tân còn có thể trả lời như thế nào? Anh chỉ có thể nói đồng ý và đảm bảo lúc ra tay sẽ đánh thật nhanh để anh ta không cảm thấy đau quá lâu. Nhưng người chết có cảm nhận được sự đau đớn của thể xác hay không lại là một câu hỏi khác. Từ những cảm xúc mà họ chia sẻ, hầu như tất cả những nỗi đau của họ đều xuất phát từ tình cảm hoặc tinh thần. Đau đớn về thể xác không ảnh hưởng gì đến người chết. Ầm ầm ầm. Sau khi Vương Tùng báo phương hướng, Lục Tân nhấn ga, phi nước đại về phía đó. Khi đến gần mục tiêu, anh đậu xe vào mép đường vắng, nhảy xuống xe, sải chân dài bước về phía trước. Cũng vào lúc này, mấy người lính ở phía sau cũng nhảy ra và sải bước đi theo. Bọn họ đều rất nhanh, lao đến vị trí nghiên cứu viên Vương Tùng chỉ định, bật đèn pin, nhanh chóng tìm kiếm. Lúc phát hiện trên mặt đất có rất nhiều máy phát xạ, liền bắn hoặc đạp xuống, sau đó đập mạnh thành từng mảnh. Sau đó, nhanh chóng quay lại xe và tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Lúc này, Vương Tùng đang cầm trên tay một chiếc máy tính bảng hiển thị hết chấm đỏ này đến chấm đỏ khác. Thấu kính bên trái của Lục Tân cũng có bản đồ như vậy. Đây là chương trình theo dõi mà Vương Tùng đã viết và thiết kế tạm thời sau khi tính tần sóng của máy phát xạ. Nhờ dụng cụ đo lường tinh thần có thể tìm thấy những máy phát xạ này. Bây giờ, số lượng máy phát xạ mà chúng ta có thể tìm kiếm được là 96 tổ, được đặt cách nhau khoảng 10 hoặc 20 dặm, tạo thành một vòng tròn khổng lồ ở vùng hoang dã phía tây thị trấn Vui Vẻ. Chính những phát xạ này làm khúc xạ và ổn định một loại bức xạ tinh thần nào đó, tạo ra môi trường ô nhiễm đáng sợ. Với sự tồn tại của nó, chỉ cần người của chúng ta tiến vào vùng hoang dã này, sẽ đối mặt với nguy hiểm khôn lường. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phá hủy tất cả những máy phát xạ này. Mỗi một tổ máy phát xạ bị phá hủy, trường ô nhiễm sẽ suy yếu một chút. Nếu hơn một nửa số tổ máy phát xạ bị phá hủy, trường bị ô nhiễm này sẽ tự sụp đổ. Vẻ mặt nghiên cứu viên Vương Tùng vì mất máu quá nhiều mà hơi xanh xao. Đối với anh ta, Lục Tân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Những chiến sĩ kia thì vì ý chí kiên cường nên tạm thời kìm nén sự hoảng sợ và căm thù. Sau khi biết bản thân đã qua đời vẫn tỉnh táo, sau đó, với sự trợ giúp, họ đã dần ổn định lại. Nhưng Vương Tùng thì không, bản thân anh ta cũng suy đoán được rằng anh ta đã chết. Anh ta cũng chấp nhận kết quả và kiểm soát cảm xúc của mình. Không những không có đột biến, mà thậm chí còn khẳng định rằng nguyên nhân sâu xa của đột biến là do việc cảm xúc bị mất kiểm soát. Quả nhiên những người ít tóc đều không dễ chọc. Rõ, nhóm của Lục Tân không phải là những người duy nhất đồng ý lời của nghiên cứu viên Vương Tùng. Toàn bộ vùng hoang dã có ít nhất 10 đội, mỗi đội đều đang lao về phía mục tiêu. Bây giờ, hầu hết các đội thu thập thông tin cũng đã được lệnh tản ra để cùng lúc tìm và tiêu diệt những tổ máy phát này. Người sống không được vào khu vực này, nếu không sẽ bị trường vực này khống chế. Nhưng tình cờ, những người chết lại là một lỗi hệ thống trong khu vực này. Những nguy hiểm gặp phải đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của họ. Tất nhiên, trong vùng hoang dã này cũng có những nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng không ảnh hưởng gì đến người chết. Tiến trình phá hủy máy phát hiển thị trên màn hình máy tính, khi tiến trình bị gián đoạn, nghĩa là bọn họ đã gặp chuyện. Đối với những người đã trở thành người chết, đó giống như một sự giải thoát. Nhìn chung, quá trình vẫn diễn ra rất nhanh. Nhóm của Lục Tân lái một chiếc xe tải, vội vã băng qua vùng hoang dã đang có mưa nhẹ và phá hủy 4 tổ máy phát xạ. Những người khác không biết đang sử dụng tuyến đường nào để thực hiện nhiệm vụ, đã phá hủy hơn 20 tổ máy phát xạ. Nếu có thể tiếp tục phát huy với tốc độ này, trước bình minh, họ có hy vọng phá hủy hơn một nửa số tổ máy. Đối với chúng tôi, công việc không chỉ là phá hủy tổ máy này, mà là phá hủy môi trường bị ô nhiễm này. Lúc đang lái xe, nghiên cứu viên Vương Tùng dường như rất trân trọng những cơ hội ít ỏi để vận hành bộ não thông minh của mình. Lan Man nói,
tôi nghĩ có một việc quan trọng hơn. Đó là phải hiểu, bất kể là giáo hội công nghệ hay người khác, bọn họ đang cố gắng làm gì khi tạo ra một trường lực trong vùng hoang vu trống trải như vậy. Chỉ để đối phó với chúng ta, nếu chỉ để xử lý chúng ta, không cần bố trí môi trường ô nhiễm lớn như vậy. Nếu để làm một số thí nghiệm nào đó, phần lớn diện trường này là vùng hoang vu trống trải, thậm chí còn không có đối tượng để thí nghiệm. Nó không giống con người tạo ra. Xét cho cùng, nếu là do con người tạo ra, thì việc thiết lập một diện trường ô nhiễm lớn như vậy chắc chắn là muốn thu thập ý chí của người khác. Nhưng thực chất lại không phải vậy, bởi vì sau khi chết, chúng ta đều được thức tỉnh, mà ý chí cũng được bảo tồn. Có thể kết luận, họ chỉ đặt một trường năng lượng như vậy, nhưng bản thân của trường năng lượng này lại rất bình thường. Tôi thực sự tò mò, mục đích của việc thiết lập diện trường ô nhiễm này là gì? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 688, cho Thanh Cảng một lời cảnh báo 2. Lục Tân biết rằng đây đều là những thông tin có giá trị, nên anh đã ghi lại hết. Ngoại trừ nghiên cứu viên Vương Tùng, có lẽ không ai rơi vào hoàn cảnh này còn có thể rút ra những nhận xét này. Đồng thời, tâm trạng của anh cũng hơi chìm xuống. Mặc dù không có bằng chứng cốt lõi, nhưng đã có thể xác định rằng sức mạnh của ô nhiễm này đến từ nữ vương của thị trấn Vui Vẻ. Nhưng sức mạnh này đã trải qua một số thay đổi, không phải ô nhiễm thuần túy. Cũng như bốn vấn đề mà thợ náy đã đưa ra. Một là sức mạnh để họ tự chém giết lẫn nhau. Hai là sức mạnh đánh thức người chết. Ba là sức mạnh để người không nhận ra mình đã chết. Bốn là sức mạnh để trở thành một con quái vật tinh thần. Lục Tân đoán rằng sức mạnh để đánh thức người chết đến từ nữ vương. Nghiên cứu viên Vương Tùng lại đoán được lý do biến thành quái vật tinh thần. Nhưng trong này vẫn còn rất nhiều vấn đề. Tất nhiên, bây giờ Lục Tân đã có mục tiêu và hướng đi của riêng mình. Mục đích chính của anh là phá bỏ môi trường ô nhiễm này. Nhưng sau đó, anh phải đến thị trấn Vui Vẻ một chút. Lục Tân không muốn trở thành kẻ thù của nữ vương thị trấn Vui Vẻ. Trong kế hoạch của Thanh Cảng, giải quyết nữ vương kia có ba cách, hoặc là làm sạch, làm bạn hoặc làm suy yếu. Ban đầu anh cũng có xu hướng làm suy yếu hoặc làm bạn. Nhưng nếu nữ vương thực sự mất kiểm soát, thì lựa chọn duy nhất còn lại là làm sạch. Dù sao bà ấy cũng là bạn của mẹ anh, nên nếu trở mặt với nhau thì cũng không hay lắm. Tuy nhiên, quyền lựa chọn là của bà ấy. Nghĩ đến chuyện này, Lục Tân chậm rãi đạp ga, tăng tốc trở lại. Trong vùng hoang vu u ám, khi từng tổ máy phát bị phá hủy từng, như thể có một lớp vỏ bọc vô hình, đang dần trở nên trong suốt và nghiêng ngả. Sức mạnh vốn được phân bổ đồng đều trở nên mỏng manh và không chắc chắn, giống như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đổ sập. Đây là cuộc phản công của người chết, chống lại nỗi hoảng sợ vô hình nơi hoang dã. Bộ ổn định khí của chúng ta đang bị phá hủy một cách nhanh chóng. Khi Lục Tân và những người từ bộ phận thu thập thông tin phân tán đi phá hủy máy phát xạ, cũng có người đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Điểm quan sát nằm ở một ngôi làng bỏ hoang cách thị trấn Vui Vẻ không xa. Chỉ có bốn người, một người mặc áo gió hơi bẩn, mắt sưng đỏ, đang uống cà phê. Vừa rót cà phê, anh ta vừa nhìn vào màn hình máy tính, từng vết xanh chuyển sang đỏ với tốc độ trung bình trong hơn một phút. Anh ta thở dài nói, buồn quá, bị phá hủy còn dễ hơn xây dựng. Phá như vậy thôi mà lại hỏng rồi. Trong căn phòng đổ nát, một giọng nữ vang lên. Đây không phải là chu kỳ ô nhiễm khó giải quyết trong thiết kế của cậu sao? Chỉ cần ai đó đi vào, họ sẽ bị ô nhiễm. Nhưng nếu họ không đi vào, không thể tìm thấy sự ô nhiễm ở đây. Việc này có thể trách tôi sao? Người rót cà phê nói lớn, gõ mạnh trên bàn phím, màn hình cắt sang một cảnh khác. Hình như là góc nhìn từ trên xuống, đúng lúc nhìn qua kính của chiếc xe tải đang chạy nhanh bên dưới, có thể thấy hai người là Lục Tân và nghiên cứu viên Vương Tùng. Một người đang lái xe, một người cầm máy tính bảng, một người bình tĩnh, người còn lại thì tái nhợt như một cái xác. Nhìn qua màn hình cũng có thể thấy họ đang nói gì, thậm chí còn có nụ cười trên khuôn mặt họ. Nhìn xem, hắn hợp tác với người chết. Ai có thể nghĩ tới người bình thường lại hợp tác với người chết?
Nhìn vào màn hình, những người khác cũng khẽ rùng mình, có người thở dài, làm việc với người chết thật là biến thái. Một người khác đặt câu hỏi, trong thiết kế trước đây của cậu, người chết sẽ chỉ tuân theo quán tính cuộc sống trước đây của họ để thực hiện hành động trong vô thức, cuối cùng trở thành một thành viên của khu rừng người chết. Diện trường chết này là nền tảng cho sự tiếp tục tồn tại của họ và sẽ chỉ duy trì diện trường này trong tiềm thức. Tại sao hiện tại họ lại phá hủy diện trường? Người kia rót đầy cà phê lại nhấp một ngụm, nói có một loại sức mạnh nào đó ảnh hưởng đến họ, có liên quan đến người duy nhất sống sót này. Hắn ta cắt hình ảnh Lục Tân ngồi trên ghế lái. Trên khuôn mặt bình tĩnh đó, đôi mắt đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng nhìn kỹ lại khiến người ta sờn cả tóc gáy. Tại sao hắn ta vẫn còn sống? Chẳng lẽ hắn ta có thể chống lại sức mạnh của hộp nhạc sao? Người phụ nữ tóc đỏ dựa vào cửa, ngạc nhiên hỏi. He he, sao trí tưởng tượng của cô thiếu thốn quá vậy? Lúc này, người đàn ông ngồi trong góc phòng để râu dài, đeo kính râm, trên đầu đội một chiếc mũ nồi màu đỏ đang ngậm điếu xì gà, nói. Nếu tôi nhớ không lầm, các kỵ sĩ bên ngoài đều lớn lên ở thành phố Thanh Cảng. Điều này cho thấy Thanh Cảng có người có năng lực. Đã như vậy, tại sao người này lại không trực tiếp đối đầu với lực lượng trường vực? Mọi người trong phòng im lặng một lúc. Hiển nhiên, ngay cả bọn họ cũng không thể hiểu được loại người nào có thể trực tiếp đối đầu trên một lĩnh vực rộng lớn như vậy. Người cuối cùng với giọng nói rất già và mệt nhọc, chậm rãi nói, không quan trọng. Vì khâu chuẩn bị đã bị phá hủy, đã đến lúc bắt đầu kế hoạch thứ hai. Mỗi khi nói một câu, ông ta phải dừng lại nghỉ ngơi, thở hồng hộc có vẻ rất mệt mỏi. Chúng ta được thần chỉ dẫn và kế hoạch phúc âm không thể có bất kỳ sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Nếu có người trở thành biến trong kế hoạch này, cần phải tiêu diệt người đó. Sự cố này có thể được sử dụng như để cảnh báo Thanh Cảng. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 689. Rừng rậm người chết một. Một số lượng lớn máy phát xạ đã bị phá hủy. Số lượng phá hủy đã đạt đến 42 tổ, chẳng mấy chốc sẽ phá hủy được hơn một nửa. Xe tải tiếp tục lái về phía trước, trong giọng nói của nghiên cứu viên Vương Tùng cũng không che giấu nổi hưng phấn. Lục Tân gật đầu, chiếc kính mắt anh đang đeo cũng có thể nhìn thấy mấy điểm đỏ đỏ trên bản đồ đang dần dần tan biến. Xem ra, tất cả mọi người đều đang đem hết toàn lực của mình để đi phá hủy hết những chiếc máy phát xạ này. Chỉ có điều, anh nghĩ bản thân mình vẫn cần phải đi khuyên nhủ nghiên cứu viên Vương Tùng một chút. Mặc dù sự việc đang tiến triển hết sức thuận lợi nhưng anh ta cũng không cần tỏ ra hưng phấn như vậy. Bởi vì, khi anh ta hưng phấn, máu chỗ cổ cứ phun ra khắp nơi, trông không khác gì một cái bình phun cho lắm. Làm cho quần áo phía bên phải của anh cũng đều bị nhuộm đỏ. Một bên đạp chân ga, coi xe tải như chiếc mô tô của anh mà lái thật nhanh, một bên thì cũng đang phân tâm để quan sát. Nhìn tình hình số lượng máy phát xạ đã bị hủy cũng rất khả quan. Thế nhưng, sau khi chú ý đến một điểm nhỏ, Lục Tân đã nhận ra được một vấn đề đáng sợ. Tốc độ biến mất của những điểm đỏ kia đang ngày càng chậm. Nhìn quỹ tích của những điểm đỏ đang tan biến kia, nếu sâu chuỗi lại sẽ có thể nhìn thấy chúng đều có quỹ tích khác nhau. Lý do khác nhau là do mỗi tiểu đội đều ở vị trí khác nhau. Lấy vị trí của anh đang đứng để nhìn những chấm đỏ của chiếc máy phát xạ đang bị hủy kia như một tấm lưới tản ra. Nhưng dần dần, mấy chấm đỏ trên đường đều biến mất, lặng im không một tiếng động. Nếu như không chú ý quan sát, thậm chí còn không thể phát hiện mấy đường. Này đã lâu rồi không được kéo dài nữa. Lục Tân hiểu rõ lý do xuất hiện tình huống này. Đường dấu vết biến mất rất đơn giản, là do những người làm chuyện này biến mất. Vừa rồi, mọi người đi cùng nhau, đi đến từng chỗ rồi cùng nhau phá hủy những chiếc máy phát xạ này, nên tốc độ sẽ nhanh. Nhưng bây giờ, trong vòng 10 phút, số lượng máy phát xạ bị phá hủy chỉ dừng lại ở con số 3 cái, mà trong số 3 cái này, có 2 cái là do chính anh phá hủy. Điều này không thể nghi ngờ gì nữa, là do đối thủ đã bắt đầu âm thầm hành động. Ngoại trừ trường vực đang bao phủ vùng hoang dã này, trong bóng tối, chắc chắn còn có địch nhân khác. Sau khi phát hiện ra nguyên nhân chết của binh sĩ là do mọi người tự chém giết lẫn nhau,
Lục Tần đã biết chắc chắn có một kẻ địch đang âm thầm ẩn nấp ở đâu đó. Mặc dù không biết tên địch nhân này tồn tại dưới hình dạng gì, nhưng chắc chắn là một loại quái dị vô cùng mạnh mẽ. Dù sao thì dưới tình huống không để lộ mặt, tên địch nhân đó cũng có khả năng làm cho một đội có hơn 10 chiến sĩ vũ trang tinh anh tử vong một cách mơ hồ. Nhưng điều kỳ lạ là nơi mà những người chiến sĩ kia xảy ra chuyện lại cực kỳ xa nhau. Có nơi cách nhau khoảng mấy chục dặm, nhưng nhìn qua thời gian xảy ra chuyện lại cực kỳ gần sát, thậm chí chênh nhau chỉ tầm 1 đến 2 phút. Đến tột cùng thì, lực lượng gì có thể làm cho những người họ biến mất một cách nhanh chóng như vậy? Sắc mặt Lục Tân bình tĩnh, sâu lắng. Bởi vì trên mảnh đất hoang dã này, không có trạm tín hiệu tương ứng, bọn họ cũng đã kéo ra khoảng cách, hối hả chạy ở bên trong. Không cách nào thông báo kịp thời, anh không cách nào biết những đồng nghiệp kia gặp phải nguy hiểm gì, có lẽ những đồng nghiệp kia cũng không quan tâm. Hiện tại mỗi người đều có chung mục tiêu, chính là phá hủy cái trường vực này, hành động đến khi không cách nào lại tiếp tục hành động mới thôi. Hô, Lục Tân thở ra một hơi, một bên tăng nhanh tốc độ xe tải, một bên lên tinh thần. Anh nóng lòng muốn phá hủy hơn một nửa máy phát xạ, đồng thời cũng biết, càng tiếp cận mục tiêu, đối thủ càng có khả năng xuất hiện. Đối với đối thủ ẩn mình trong bóng tối này, Lục Tân rất chờ mong. Chít! Lục Tân đang mượn lực lượng của em gái, lần này đã vượt quá cực hạn kỹ thuật của xe tải động cơ, có chút không chịu nổi gánh nặng mà phát ra âm thanh. Ước chừng khổ người lớn như vậy, cũng chưa từng trải qua cảm giác bị người ta cho là xe máy mà tăng nhanh tốc độ. Lục Tân mãnh liệt chuyển tay lái, bánh sau hướng về phía trước trà sát mặt đất, đem bùn lầy trên mặt đất gầy ra đầu kênh mương. Vài vị chiến sĩ ngồi trong khoang sau xe, hai tay dùng sức giữ chặt, thân thể ngồi thẳng tắp. Nếu như không phải bọn họ đã không còn năng lực nôn mửa, thật sự không biết lúc này có phải đã phun ra hết rồi không. Ngay phía trước, ước chừng 100 mét có 9 điểm vị trí, Vương Tùng lớn tiếng. Hô hào, Lục Tân đã đẩy cửa xe, vọt ra ngoài. Mượn năng lực của em gái, lúc này tốc độ anh nhanh như một con u linh. Trong nháy mắt, vọt vào hai bên đường, tiến vào sâu trong cỏ dại cao ngang eo, giống như cá lặn xuống biển sâu, biến mất không thấy bóng dáng. 5-6 giây trôi qua, phía xa vang lên mấy tiếng súng. Chưa tới 7-8 giây, Lục Tân quỷ dị từ trong bóng tối chui ra, ngồi về ghế lái. Ồ, tiếng động cơ vừa trầm lấp, lại lập tức cao lên. Nổ vang bên trong, còn như ủy khuất không chịu nỗi dày vò. 43, 44. Vương Tùng trầm thấp hô một tiếng, thoáng dùng sức nắm chặt nắm đấm. Lục Tân cũng có chút ngạc nhiên, hai cái. Đúng. Vương Tùng nói, tại chỗ vừa rồi, nơi khác cũng phá hủy được một nhóm, hiện tại chỉ còn gần 4 nhóm. Hô, Lục Tân gật đầu, rất tốt, rất gần. Nói xong, liền ngay trên đường nhỏ, dùng góc độ xảo trá cưỡng ép quay đầu xe, chuẩn bị tới địa điểm tiếp theo. Hướng Tây Bắc, chỗ máy phát xạ cách khoảng 1.200 mét, biến cái số 44 này thành 45. Nhưng lần này, vừa mới lao ra chừng 300 thước, Lục Tân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn lại. Đèn xe xuyên qua màn mưa, quét về phía trước, có thể thấy một đầu đường nhựa rách dưới kéo dài về phía trước. Hai bên là cỏ dại tùm, đứng yên trong màn mưa, chỉ khi bị đèn xe chiếu đến, mới lộ ra màu sắc khô héo. Cỏ dại cao ngang eo, thưa thớt, trừ phần đường nhựa bên ngoài, đa phần đều bị che mất. Thế nhưng, khi tia sáng đèn xe của họ chiếu đến xa nhất có thể, lại phát hiện từng đoạn lùm cây dữ tợn nối tiếp nhau. Lùm cây này cao hơn cỏ dại bên cạnh một đoạn, nằm ngang ở cuối tia sáng, bao phủ đường nhựa, tạo cho người ta cảm giác lùm cây quá mức tươi tốt, đem lại ấn tượng cho con đường vốn đã nhiều năm chưa tu sửa này. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 690, Rừng Rậm Người Chết 2. Lục Tân nhìn mắt kính một chút, trên đó biểu hiện đây là con đường thẳng hướng về phía trước, không có lùm cây cản đường. Anh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ con đường này xuyên giữa bụi cỏ mà qua. Hơi thả chậm tốc độ xe, hướng về lùm cây phía trước, đèn xe giống như hai thanh lợi kiếm,
xé toang màn mưa mông lung. Từng chút bước lui xung quanh kể cả màn đêm đen kịt, đem cảnh vật ở phía trước rút ngắn từng chút. Vẻ mặt Lục Tân bỗng nhiên hơi đổi, đạp xuống chân ga. Lốp xe trượt trên mặt đất, hướng về phía trước 2-3 mét, sau đó mới run lên, chợt dừng lại. Bất luận là nghiên cứu viên Vương Tùng bên ghế lái phụ, hay là đội trưởng Lý Kiến cùng mấy vị chiến sĩ ở khoang xe sau, đều xém chút ngã sấp xuống. Bọn họ đều giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, bỗng nhiên đều ngơ ngác một chút, trên mặt xanh mét, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc này, bọn họ đã tiếp cận lùm cây, cũng nhìn thấy một mảnh đen thui kia, đèn hào quang trên đầu xe. Bị mưa bụi vù vù đánh rớt, yên tĩnh rơi vào bụi cây trên đầu. Nhưng đó không phải là bụi cây, từng người khô gầy vặn vẹo, quái đản nối tiếp nhau. Làn da ngăm đen, cái đầu dài, có hình người cùng ngũ quan, nhưng lại đờ đẫn đứng ở nơi đó. Trên người còn mặc quần áo lam lũ, hoặc là nâng tay lên cao, hoặc là giơ một chân để giữa không trung. Đầu hoặc hơi lệch, hoặc là đờ đẫn nhìn bầu trời đêm, hốc mắt khô cạn ảm đạm, thỉnh thoảng sẽ bởi vì đèn xe phản chiếu mà phát ra một chút hào quang quỷ dị. Cứ lặng lặng đứng như vậy, không nhúc nhích, giống như bụi cây. Bọn họ là người chết hay người sống? Vương Tùng ngồi dậy, dùng sức dán sát vào kính chắn gió, hướng ra phía ngoài nhìn xem. Bởi vì anh ta đã chết, nên thị lực cũng bị ảnh hưởng nhất định. Có điều, dưới khoảng cách gần như vậy, anh ta thấy rõ ràng vật cản phía trước là cái gì. Thân thể cũng bị hù run lên một cái, run rẩy nói, sao lại nhiều như vậy? Lục Tân cũng trầm mặc, hít một hơi thật sâu. Xác thực là rất nhiều. Đáng sợ không phải những cái xác khô như bụi cây chắn đường phía trước, mà là số lượng của nó. Vừa rồi cách khá xa, lờ mờ nhìn, giống như một bụi cây tùm, có thể bọn họ đã bị phát hiện. Tất cả những cây khô kia đều là người, số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, trực tiếp chất đầy trước mặt. Đây là một mảnh rừng người chết. Mưa nhỏ xung quanh, bỗng trở nên càng thêm rét lạnh, gió lạnh thấu xương. Tôi nghĩ, chúng ta đã nghĩ sai một điểm. Vương Tùng phản ứng lại đầu tiên, thanh âm hơi run, thấp giọng nói, chúng ta còn tưởng rằng u linh lang thang ở vùng hoang dã này là đối thủ, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại trực tiếp gieo một mảnh rừng người chết ở đây chờ chúng ta. Thật là đáng sợ, bọn hắn sao lại dám làm như thế? Nhiều người như vậy, chỉ sợ không dưới 1.000 người đi. Âm thanh của Vương Tùng mơ hồ lộ ra khí lạnh. Lục Tân có thể cảm nhận được tâm tình của anh ta lúc này. Mấy trăm người, 1.000 người, nghe có lẽ không phải rất nhiều. Nhưng lúc tận mắt chứng kiến, một mảnh đông nghịt, đếm không hết đầu người, đã đủ tạo cho người ta cảm giác áp chế mạnh mẽ, nhất là lúc phía bên mình, chỉ có 4-5 người, khoảng cách xa đến dọa người. Đối phương tỏa ra khí thế về số lượng, liền giống như màu đen của thủy triều, triệt để đem người bao lại. Nhiều người chết như vậy, làm sao đối phương làm được? Lục Tân chợt nhớ tới một sự kiện, đó là lúc từ thành phố trung tâm trở lại Thanh Càng, anh mua 1/4 tư liệu trong câu lạc bộ. Bỏ ra tròn 200 vạn, giáo chủ Ecuador của Giáo hội Khoa học và Công nghệ xuất hiện ở thành phố Thủy Loan để thuyết giảng về khoa học kỹ thuật. 3 giờ sau giáo chủ Giáo hội Khoa học và Công nghệ và người dân đồng thời biến mất, thành phố Thủy Loan sẽ trở thành một thành phố trống rỗng. Nội dung tư liệu rất đơn giản, thậm chí khiến cho anh cùng Trần Tinh cảm thấy tiêu tiền có chút uổng phí. Thế nhưng, liên hệ với cánh rừng kia, trong lòng Lục Tân hơi động một chút. Chẳng lẽ, đúng là Giáo hội Khoa học Kỹ thuật đến Thanh Cảng? Những người chết này, hoặc là nói, mảnh rừng người chết này là kiệt tác của bọn hắn. Nhất định, phải hủy trường vực ô nhiễm này. Nghiên cứu viên Vương Tùng bỗng nhiên dùng sức bắt lấy cánh tay Lục Tân. Ánh mắt lộ ra lu mờ ảm đạm, cũng lộ ra vẻ kinh hoàng cùng lo lắng, đơn binh tiên sinh, không cần biết đối thủ là người nào. Việc không biết tiếp theo sẽ xảy ra gì đều thật đáng sợ, cho nên, mong anh đồng ý với tôi, nhất định phải hủy trường vực ô nhiễm này đi. Còn nữa, phải tìm đến trung tâm trường vực của bọn hắn, làm rõ xem bọn hắn đến cùng là muốn làm gì. Tôi hiểu rồi. Lục Tân hít một hơi thật sâu, lần nữa khởi động xe. Con đường này của bọn họ đã bị đám người cây ngăn trở triệt để. Nếu muốn dỡ bỏ máy phát xạ, chỉ có thể xuyên qua những người này.
Lục Tân liếc nhìn phía trước bị rừng người chết đen nghịt nghiền ép, trong lòng cũng không cảm thấy sợ hãi. Chỉ là anh có chút lưỡng lự, nhìn người đang ngồi bên cạnh, hiện tại thời gian của chúng ta rất gấp, cho nên chỉ có thể lựa chọn xuyên qua rừng người chết này. Có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng tôi nhất định phải thừa nhận, kỳ thật tôi không quá am hiểu việc bảo vệ người khác. Nghiên cứu viên Vương Tùng cùng vài vị chiến sĩ nghe vậy, ngơ ngác một chút. Sau đó, Vương Tùng cùng vị đội trưởng trên thiếu mất một nửa đầu kia bỗng nhiên nở nụ cười. Đơn binh tiên sinh không biết ưu thế khi cùng tổ đội với người chết sao? Bọn họ ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn cái rừng người chết đen nghịt kia, nói khẽ, người chết không sợ nguy hiểm, cho nên chúng tôi không cần bảo hộ. Các bạn vừa nghe xong tập 69 của bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.